Đứa búp này nó sẽ đi đâu về đâu khi đường tương lai mịt mờ tăm tối hả anh em? Tại đầu ngang, tại đầu chuẩn luôn ngang. Đó. Năm tay nha quý vị. 1, 2, 3, 4, 5 tay. Đó. Trước mắt là lật râu thì 5 tay đó, mà mai mốt nó thành cái trái thì nó mấy tay không biết. Bao giòn luôn. Ừ. 5 tay nha quý vị. Nè. 1 2 3 4 5. 5 tay đầu. Ngắt điện bữa 29 âm lịch. Này hàng điện nha mọi người. Xịt là phải lấy hết tay vậy đó. Chứ còn mà lấy ba tay đầu xưa. À, 5 tay ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tay. 6 tay hơi ngắn. Dự đoán thì giá này, lứa này thì rơi vào khoảng tầm trên 15.000. Trên 15.000 nha mọi người. Còn mấy ký thì chưa biết. Trước mắt là mình dự đoán là giá này trên 15.000, còn mấy ký thì chưa biết. Còn hàng mùa thì nó sao hàng điện này 2 ngày, sao 2 ngày. Số lượng hàng mùa thì cũng khá là nhiều, nên vườn nào mình chúng ta mà làm hàng bị nấm đó, chúng ta nên chặt bỏ bớt đi, lựa những cái đẹp cần thiết mà chúng ta để, xấu thì chúng ta bỏ, đừng có tiếc, tại vì nó đụng tới hàng mùa và hàng điện mọi người. Động tới hàng mùa của thằng điện nên nó rất là khó khó để có thể nhích được cái giá cao nha mọi người. Cái lứa này, lứa bông nở này, những bà con nào mà có lứa bông nở này nên khuyên chân thành là nên chặt bỏ trước lứa này và một lứa búp. Lứa búp sau này thì ít, khá ít. Còn cái lứa trái mà trước lứa lật râu này là nó bị mưa nó đẹp hết rồi, đẹp hết. Nếu mà chúng ta không biết xử lý thì nó không bao giờ nó phát triển. Một vườn trước đây thì bình quân tầm 10 tới 15 trái. Nhưng mà từ sau cây mưa đó là vì bà con nông dân mình chủ quan á, không có trùm á, thì sau cây mưa đó lấy đi hết cũng phải khoảng cỡ 10 trái. Còn trụ 5 trái. Mà 5 trái đó thì cũng không lớn được, không phát triển được. Tại vì cây mưa mà từ lúc nó bắt đầu mưa là nó chưa nở là đã mưa, tới khi đang nở đã mưa, và tới khi bông gục xuống mà vẫn còn mưa thì không thể nào mà trái long mình nó phát triển nổi. Sau cái lứa này tới cái lứa điện, đa số lứa điện. Còn rằm tháng 8 năm nay là không có hàng. Bà con nào ngắt điện mà 15, 16, 17, 18, 19 rồi đó, những người ngắt 15, 14, 13 thì quả may bán hàng rằm được, rằm trong nước chờ hàng Việt, chứ còn mà trên thì không bán hàng và hàng chợ được, phải chờ đến mùng 1. Những vườn thì theo như biết là những cái vườn ngắt điện 16, 17, 18, 19, 20. 20 thì hiện tại đang bung một trụ 5 tới 7 giây. Còn 18, 19, 20 thì nó đụng một lứa hàng mùa. Lứa hàng mùa đó một vườn thì cỡ chừng 3 4 búp thôi. Nhưng mà đụng có tiết hàng mùa đó thì nó ra khá là nhiều, khá là dày nha mọi người. Khá là nhiều và dày. Còn bên này, cái này là mọi người đang thấy là đây là hàng điện nha. Còn vườn bên này là hàng mùa nè. Đó, mọi người thấy hàng mùa. Nó cũng khá là nhiều. Nha, nó khá là nhiều nên nó không có dày như hàng điện, nhưng mà một vườn một trụ cũng khoảng được 7 tới 10 trái. Nhiều đó thôi thì chúng ta thấy lấy nhiều trụ so sánh lại, nhiều vườn so sánh lại thì nó tính ra nó cũng khá là nhiều. Nên chúng ta cân nhắc cái nào xấu thì chúng ta chặt bỏ, đừng tiếc. Nào đẹp thì chúng ta để. Trong đêm nay và ngày mai, ngày mốt, nếu mà trời mà không còn mưa nữa, hàng mùa nở mà trời không còn mưa nữa thì khả năng mưa sẽ ít ít dần lại nha mọi người.
Hiện tại thì mới có tháng 6 thôi, nhưng mà khả năng mưa coi chừng là sẽ ít lại. Trong năm nay thì dự báo là 12 cây bão, nhưng mà chỉ mới cây bão số 1, chưa có cây bão số 2. Nhưng mà thấy hiện tại là mưa cũng khá là ít lại. Cảnh báo là năm nay sẽ có tình trạng là mưa rất là ít, thiếu nước trầm trọng. Thôi, chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha.